Nếu các bạn đang có nhu cầu muốn thưởng thức các loại hải sản cao cấp như cua hoàng đế, tôm hùm Alaska thì hãy truy cập ngay haisanhuobo.com hoặc gọi hotline 037 502 8888. Tôi Iwo, xin chào lớp chào anh em. Tôi Cương Sấu, chào lớp chào anh em. Tôi Phúc Mèo, chào lớp chào anh em. Tôi Đất Trà, chào lớp chào anh em. Tôi Lạch Áo Ngơ, chào lớp chào anh em. Ok các bạn ạ, hôm nay thì anh em mình sẽ thưởng thức một món cá sống cực kỳ đắt các bạn ạ. Đó chính là món cá ngừ đại dương. Thì ở đây mình đã đặt một miếng thịt cá ngừ đại dương rất là to về các bạn ạ, 2 kg này. Đó, vận chuyển khi mà người ta mới mổ ra vát, người ta hút chân không cho mình thì mình cũng chưa tách ra ấy. Bây giờ mình sẽ tách ra để xem cái món cá ngừ đại dương này nó có như thế nào mà nó lại đắt như vậy ấy. Em cho cái thớt lên, cho thớt lên nhá. Đây gọi này, thịt cá rất tươi mềm nhá. Cá ngừ đại dương này thì tí anh em mình sẽ ăn sống luôn, chỉ chấm với xì dầu với mù tạt thôi các bạn ạ. Ăn kèm nó chính là một chút cà rốt, rồi củ cải lát đây, rồi gừng hồng, rồi xì dầu mù tạt. Đơn giản vậy thôi các bạn ạ. Bây giờ anh em mình sẽ phui miếng thịt cá ngừ đại dương này ra. Bọc vân rẻ. Bọc luôn hả? Bọc luôn luôn. Thế mà em cứ tưởng ra màu đấy cơ. Anh cũng tưởng ra màu ấy cơ. Cho bọc là giữ thịt anh. Ui giời, bọc kỹ thế nhỉ? Chất ghê. Đắt tiền này anh. Để ấn. Đấm mày về, mày mặc. Ui. Tạc thịt bọc này. Đây là tảng thịt cá ngừ đại dương mà mình mua này. Nói thật với các bạn là tảng này mình mua 2 kg là giá là 4 triệu con ạ. Mang về để hôm nay anh em thưởng thức cái món cá ngừ đại dương xem như thế nào các bạn ạ. Cá này là cá tươi ấy, người ta mới mổ ra phát là gửi cho mình luôn. Thì anh em mình cắt từng miếng ra để tí anh em mình thưởng thức. Ở đây có thằng nào được thưởng thức món cá ngừ đại dương bao giờ chưa? Cá này ở chỗ em đầy anh ạ. Đấy, đây sao ta chưa thấy mình giới thiệu bao giờ vậy? Đầy nhưng mà nó 2 triệu rưỡi anh cân. Nói chung là một tảng này là 2 cân mà mình mua ra là 4 triệu. Thì mỗi một cân là 2 triệu nha các bạn nha. Bây giờ thì anh em mình sẽ pha cái tảng thịt cá ngừ đại dương này ra. Không biết là mọi người được thưởng thức cá ngừ đại dương thì thấy như thế nào. Nhưng mà hôm nay anh em mới được thưởng thức cái món như này. Rồi em cắt ra đi. Đầu tiên khi mà mở ra là mình nhìn thấy thịt nó cũng khá là đẹp các bạn ạ. Vuông đét. To ra nữa nhé. Tầm này. Ừ tầm ấy. Thì anh em mình cắn cho nó phê. Uầy. Thịt mềm thế. Ui, con này. Đây là tảng thịt cá ngừ đại dương này con này. Ui, nhìn rất là ngon nha con nha. Không biết là tí anh mình cầm một miếng này cắn nó như nào nhỉ? Như kiểu là thịt lợn ấy. Mình nhìn thì thấy khá là giống nhưng mà đây là thịt cá ngừ con ạ. Mà rất là đắt nên là bạn nào có xem được clip này thì hãy ủng hộ anh mình bằng cách like và chia sẻ thật là nhiều để lần sau anh mình sẽ tìm những cái món đặc sản hơn để anh em mình thưởng thức và trải nghiệm con ạ. Em cắt đôi cái này đi. Cả miếng này đấy, em cắt đôi ra, tí mỗi anh em một miếng. Đây anh, cắt nhiều này. Không, cắt dài ra nhỉ. Cắt chia đôi. Cắt ngang đi. À, gươm cái thằng. Nhìn chả khác gì miếng thịt thật lạ này. Cắt nghe tiếng rất là thích. Đây các bạn nhé, từng tảng thịt cá ngừ này, tí mỗi anh em sẽ cầm một miếng như này. Em ngửi xem vị nó như nào nào. Ừ. Rồi. Bây giờ vị nó cũng không vị tanh lắm, em thấy nó có vị rất là mặn của biển rồi. Mùi chứ. Ừ, mùi tanh tanh. Rồi tí anh mình ăn kèm những cái này thì chắc là ổn. Bay hết. Đây em cắt luôn miếng này đi. Anh lọc ra đi. Mỗi anh em sẽ cầm một miếng này để ăn nha các bạn nha. Để trải nghiệm cái món cá ngừ đại dương này xem nó như nào. Cái món này thì anh em mình sẽ không phải chế biến nhiều mà anh em mình chuẩn bị nguyên liệu kiểu ăn sống, ăn gỏi các thứ là anh em mình ăn luôn các bạn ạ. Ăn luôn. Nhìn chả giống thịt cá mè. Thịt giống thế nào? Đây bạn. Ơ sao người ta không lọc luôn cái da này cho mình hay người ta để cho nặng cân nhỉ? Ui da da dài lắm. À, gương cũng trong tay ấy, trong tay hay làm. Nói chung là mình thấy là khi mà thái những miếng thịt cá ngừ này ra nhìn rất là đẹp đấy con này. Nhìn rất là đẹp và ngon này. Xong rồi là cứ thế ăn để xem là cảm giác khi mà ăn cái món cá ngừ đại dương này nó như thế nào. Nào bây giờ anh mình sẽ xếp ra mâm đi để anh mình đem đi thưởng thức đi. Đẹp chưa? Mỗi nhầm một miếng. Anh thấy cục này đẹp nhất này. Nhìn cục này như viên gạch đỏ.
chín mà mòn. Đó, bây giờ anh mình sẽ đi thưởng thức luôn cái món cá ngừ đại dương này nha các bạn nha. Anh mình đã làm xong tất cả mọi thứ rồi con ạ. Ở đây thì anh mình đã bỏ gừng hồng ra này, nhìn những thanh gọi là thịt cá ngừ đại dương rất là ngon này. Bây giờ anh mình sẽ chuẩn bị thưởng thức con ạ. Thì đây là bát xì dầu mù tạt này. Nhiều ghê. Wow. Tí là anh em bắt cương là chấm ngập nhá. Vâng. Cho hơi ít tí. Mình thấy là cương nó lấy cái bát khá là bé con ạ. Mình nghĩ là lên lần sau nếu mà có làm bát nước chấm ấy thì lên lấy một cái bát rất là to ra. Bát này bé quá anh. Đó, nó cầm thử biết không? Đấy, chơi đi. Đây cầm vừa đảo vừa chơi luôn. Ui. Nhìn như tảng thịt lợn đấy các bạn ạ. Để em thầm trước xem cái mùi gì như thế nào anh. Cái mùi nào, đưa chè thử đi xem nào. Mời các bạn đấy à. Ừ. Mềm đấy. Ôi trời ơi. Thái cái xuống đi. Ăn rửa mắt lạnh. Anh em cứ chơi đi. Mời mọi người nha. Em để cái bát xuống đấy đi. Đây em cầm. Mình mời tất cả mọi người nhá. Ừ. Em có vị nó cũng xem xem giống cá hồi nữa. Không, em thấy khác, không giống anh. Hay là ăn chấm sashimi thế nhỉ? Anh em có thể kèm một chút gừng hồng vào được. Mời mọi người nhá. Ôi cường cắn miếng bé thế. À, to quá anh. Chấm thì to, cắn thì bé. Wow. Nào, sau khi mà mỗi anh em thử một miếng rồi thì thử nói cái cảm giác xem cái món cá ngừ đại dương này nó như nào nào. Em thấy nó không, nó không có còn tanh nữa ấy. Còn vị nó ngọt, ăn ngọt thêm xì dầu mù tạt nữa thì ăn em thấy nó cũng gọi là ngọt. Mới đầu em thấy nó kiểu em nghĩ là nó sẽ dai cơ, ngọt. Nhưng mà cắn vào nó kiểu rất là mềm mại, cắn vào miệng rất là mát mẻ, ăn khá là ngon. Thế kiểu nó nhở, nó dẻo dẻo xong rồi nó quạnh quạnh xong rồi tan tan trong miệng nhanh nhanh kiểu kiểu mình ăn trong mát lạnh nó tan ở trong miệng anh, kiểu nó mềm lắm. Này à, chấm mê ăn đi anh ơi, tình đi. Cá này có tiền không mua đâu anh, đắt. Sẽ có tiền lại cái mùi đó. Đợi cùng loát. Chứ có hiểu nhưng mà lại không hiểu được. Rất thuyết phục đúng không? Nói chung là anh mình sẽ ăn kèm một chút gừng hồng. Mình nhìn thấy những cái thanh thịt cá này thì khá là mềm. Mềm ăn bên trong mà mát. Có béo không em? Béo. Béo nào ấy. Cười à? Ừ, em khóc một vạc lắm. Đúng nghĩa là mỗi em làm hết thanh này là thanh thì anh đủ chất được cả tuần đấy. Ồ, em làm thanh nữa anh ạ. Nói chung là đây có 6 thanh thôi. Có khi là phải chơi quán tù tì đi cho nó xanh chín nhỉ. Anh em làm tí này như sông biển mà. Như này là chế. Người sún răng cũng ăn được anh ấy. Nghệ móng như phút trước cũng ăn được. Anh em nào thử tả một cái vị gọi là chuẩn xác nhất xem nào. Hôm bây giờ mình kể cái ưu điểm của món ngon này rồi, bây giờ mình kể nhược điểm. Nhược điểm này. Đâu ưu điểm là chưa thấy kể cái gì cả. Thì em kể là thịt nó mềm mát và dẻo dai, dẻo mềm mát rồi. Nhanh. Cái ưu điểm em thấy là thịt nó chưa được ngọt cho lắm. Ưu điểm. Nhược điểm đấy. Thịt chưa ngọt đấy. Theo anh em thì thế nào? Có đồng tình quan điểm không? Đồng tình ý kiến riêng. Tôi thấy ngọt mà. Thế thì miếng hay là tại miếng của bạn này phần thân miếng tôi phần bít. Cùng một chỗ mà. Nói chung là có những cái miếng này các bạn này nhìn rất là ngon này, nhìn rất là đẹp luôn. Mình thì chưa thử, không biết là vị nó như thế nào thôi. Còn anh em thì thấy cương hình như là hơi dè dặt, hình như là sợ thịt cá rất là ngọt dai dai của cay cay. Ăn nhìn có vẻ mềm nhỉ. Vâng. Ăn kèm tí gừng hồng với cả cái rau
sao đây? Tôi chỉ ăn cái gì ăn từ bóng thôi. Ăn xong rồi này. Như là cái béo ngoại. Tại mình cũng biểu ăn ngon. Không ấy. Mà mặn. Ai thừa rồi, chấm ngập ạ. Ôi, không chấm được mù tạt xong này thể hiện xong rồi bắt đầu. Màu mè à, ui ghê. Bà, đúng với anh. Anh ơi, Thái Nguyên không có cái món cái đâu anh. Thích trong sốc. Mình nhìn thấy anh em ăn thì giống cái kiểu ăn cá hồi tảng ấy các bạn ạ. Nhưng mà hình như cá này không thấy mỡ bằng cá hồi hay sao nhỉ? Em thấy dễ ăn hơn cá hồi. Ngon hơn, ngọt hơn. Bởi vì cá hồi thường nó béo. Cá hồi nó ngấy. Nhưng mà ngọt bằng cá hồi không? Ngọt thì nó không thể ngọt bằng cá hồi được. Nhưng mà nó không không bị béo quá như cá hồi. Cá hồi ăn cá hồi nó ngọt hơn. Cá hồi ăn tầm này thì chạy. Bên Nhật là người ta thích ăn sashimi này lắm này. Chủ yếu món cá này anh, chủ yếu cá thì rất là đắt, đời sống như mình cũng khá là cao khi được ăn món cá ngừ. Chả thế anh em nào cảm ơn gì. Em vậy công nghĩa. Ăn đồ ngon mà chả thấy ý kiến gì, chán anh em lắm. Có gì cũng cảm ơn anh trai. Thôi em ơi, thôi thôi. Đến cái lúc mà nhắc rồi mới cảm ơn thì không nên nói câu gì nữa cả em ạ. Lúc nãy em tính cảm ơn đấy nhưng mà lại cả lại nhắc mất. Tất cả mọi lý do chỉ là ngụy biện thôi em ạ. Tôi chỉ ăn nhân kem nhỉ. Kem rất tươi anh ạ. Kem rất sưởi anh. Ngon. Nó dễ ăn nhiều, cho ăn nhiều hơn so với cá hồi. Ăn ngon, ngọt. Em thích rồi, em thích cá hồi hơn. Tại cá hồi ăn nó kiểu ngọt. Không biết béo quá, béo vừa. Chỉ kiến riêng à? Không. Chụp. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu thưởng thức một tảng gọi là thịt cá ngừ đại dương các bạn ạ. Ôi. Ui. Ăn được không? Miếng to thế nhở? Siêu to khổng lồ. Đây các bạn này, nhìn miếng này rất là ngon này. Mình xin phép là không chấm bụi, mình ăn thử gọi là nguyên chất để xem nó như nào. Mình mời tất cả mọi người nha. Ăn đến nguyên thủy luôn. Theo mình thấy á, cái thịt cá ngừ đại dương này nếu mà chuẩn ra mà ăn kiểu cá nhỏ nhỏ ra như là anh em dễ ăn hơn. Nếu mà ăn cả một miếng cá to như này thì có một cái gì đấy nó kiểu hơi bị ngấy ngấy một chút các bạn ạ. Chứ mà đun chè nó làm hết một thanh rồi. Thôi, cho anh em thanh rồi nhá. Nói chung là anh em mình kết hợp cùng với gừng hồng này thì dễ ăn hơn đấy. Không được, cái cá ngừ này nhai lâu kiểu hơi chát chát các bạn ạ. Điêu. Ơi, nhai trong biển cá ngọt nè. Kêu chặt thì chặt nào. Anh em nói thật là em ăn đến một nửa em cảm giác cái mùi giống mùi cá mắm. Anh mọi người thấy mình ăn đồ sống rất nhiều nhưng mà mình không thể ăn một anh em được. Các bạn ạ, anh Cương không biết thưởng thức. Nói chung là để mình ăn thử một chút ấy. Thì đầu tiên là thấy cái thịt này rất là mềm. Thứ hai là nó sẽ không được ngọt như là thịt cá hồi. Và cũng không được béo như thịt cá hồi. Và nó hình như là cũng khó ăn hơn là thịt cá hồi các bạn ạ. Chính vì vậy nên là hình như là kiểu sashimi cá ngừ hướng người ta ít ăn hơn thì vậy. Theo mình nghĩ là như vậy. Còn ở nước ngoài thì mình không biết. Còn ở Việt Nam thì mình thấy là người ta sẽ làm về cá hồi nhiều hơn đấy. Ông chạy làm cái gì vậy? Em ạ, em làm cá ngừ. Cá ngừ cuốn sushi ấy. Sushi, cuốn sushi. Biết chơi đấy. Thấy lạ nhỉ? Đấy gọi biết ăn anh ạ. Xem phim Nhật nhiều đây này. Được đấy. Có gì tôi inbox anh nhá.
Ui wow. Ui rồi ôi. Thấy rồi. Ngon hơn không? Mình chỉ cần xé nhị ra cái là nó đã ra rồi con ạ. Đó, nếu mà như mình thấy ấy, thì từ nãy đến giờ ấy, mình thử xé một chút ra mình ăn thì như là dễ ăn hơn khi mà mình cầm luôn cả một tảng mình ăn các bạn ạ. Mặc dù là ăn cả tảng thì nó hơi béo một tí. Cũng con bữa ăn cũng ngon lắm, dính miệng. Như các bạn đã biết ấy, thì bình thường ấy ăn cá hồi mà anh mình ăn cá tảng như này ấy, cũng rất là khó để ăn các bạn ạ, bởi vì nó béo. Cũng như cá này cũng vậy, mặc dù cá này là thì nó hơi nhạt hơn một chút và kiểu có một chút gì đấy lại kiểu hơi mặn mặn một chút con ạ. Nên là nó sẽ phù hợp hơn khi mà mình thái mỏng ra để mình thưởng thức kèm cùng với cả gia vị những thứ thì ăn nó sẽ tuyệt vời hơn. Còn đây là anh mình muốn thử cảm giác là cầm cả một thanh cá ngừ đại dương anh mình cắn để xem cảm giác nó như thế nào các bạn ạ. Và mấy thì anh mình được trải nghiệm cái món cá ngừ đại dương ăn sống rồi các bạn ạ, thì thấy cũng khá là ok. Nhưng mà nếu mà lần sau mà mình có mua những cái loại đắt tiền như này thì là mình sẽ thái nhỏ ra xong rồi kiểu ăn như kiểu gọi cá hồi những thứ ấy, thì nó sẽ tuyệt vời hơn. Và như mình thưởng thức xong rồi thì chắc là anh mình xin phép là dừng clip này ở đây. Các bạn hãy like và chia sẻ video này thật là nhiều để ủng hộ anh mình nha. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi cuối clip này của anh mình. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.